Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Với các nội dung như sau. Bài 18 vật liệu cơ khí, bài 20 dụng cụ cơ khí, chủ đề mối ghép cố định, mối ghép động, chủ đề truyền và biến đổi chuyển động và bài 32, 33 vai trò điện năng, an toàn điện. Bài 18 vật liệu cơ khí. Thì ở đây á, yêu cầu các nội dung ở bài 18 như là phần kim loại đen, thành phần và đặc tính. Kim loại đen thì thành phần kim loại đen gồm có gì? Gồm có sắt và carbon. Dựa vào tỷ lệ carbon chia ra làm hai loại thép và gang. Thép có tỷ lệ carbon là bé hơn hoặc bằng 2,14%. Gang có tỷ lệ carbon là lớn hơn 2,14%. Tỷ lệ carbon ảnh hưởng gì đến tính chất vật liệu? Tỷ lệ carbon càng cao thì vật liệu sẽ càng cứng và càng giòn. Vậy nếu so sánh tỷ lệ carbon thì gang sẽ có tỷ lệ carbon cao hơn so với thép, nên gang nó cứng hơn thép. Tuy nhiên gang có nhược điểm là giòn. Rồi tiếp tục đến kim loại màu. Bao gồm các kim loại nào? Thì ngoại trừ gang và thép, các kim loại còn lại chủ yếu là kim loại màu, ví dụ như vàng, bạc, chì, kẽm. Tuy nhiên ở trong trong ngành cơ khí á, thì kim loại màu được sử dụng phổ biến đó là đồng và hợp kim đồng, nhôm và hợp kim nhôm. Đặc tính của kim loại màu là gì? Dễ kéo dài, dễ giác mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, ít bị oxy hóa hơn so với kim loại đen. Khi nói đến đặc tính dẫn điện tốt thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đến vật liệu đó là đồng. Đồng có đặc tính dẫn điện tốt nên người ta sử dụng chế tạo nó làm lõi dây dẫn điện. Lõi dây dẫn điện thì được làm bằng đồng. Vậy thì vỏ dây dẫn điện được làm bằng gì các em? Vỏ dây dẫn điện thì được làm bằng vỏ dây dẫn điện thì có chức năng là để cắt điện ha, nên nó được làm bằng cao su. Cao su thì được làm bằng cao su thì được chế tạo làm vỏ dây dẫn điện. Nè nè, hỏi nè, lõi dây nhìn hình nè, cho biết lõi dây dẫn điện làm bằng vật liệu gì? Được làm bằng đồng. Vỏ dây dẫn điện thì được làm bằng vỏ dây dẫn điện thì được làm bằng cao su, nhớ nha. Rồi tiếp tục, cái nồi. Nồi thì được phổ biến được làm bằng vật liệu gì trong hình? Nồi trong hình được làm bằng phổ biến được làm bằng nhôm ha, chứ thực hiện chức năng là để dẫn nhiệt. Rồi vỏ ổ cắm điện thì được làm bằng vật liệu gì? Làm bằng chất dẻo nhiệt rắn. Vỏ ổ cắm điện được làm bằng chất dẻo nhiệt rắn, chưa? 20 dụng cụ cơ khí thì phải nhớ hết bài 20. Bài 20 bao gồm nè, dụng cụ tháo lắp. Dụng cụ tháo lắp thì có tên gì? Dụng cụ tháo lắp tên gì? Đây gọi tên hình A tên là dụng cụ hình A tên là mỏ lết, hình B là cờ lê, hình C là tua vít. Mỏ lết hình A, cờ lê hình B. Công dụng tháo lắp chi tiết tên là bu lông đai ốc. Rồi, công dụng là giống nhau, là cùng là thực hiện chức năng tháo lắp bu lông đai ốc. Tuy nhiên khác nhau đó là mỏ lết thì có má động
có thể di chuyển được để thay đổi kích thước cho phù hợp với chi tiết cần tháo lắp. Còn cờ lê thì trên cái một cây cờ lê thì có hai giá trị nhất định. Tu vít, nhìn hình C. Tu vít thì dùng để tháo lắp chi tiết có ren, mà ở trên đầu thì nó có cái rãnh phải không? Chi tiết này tên gì? Tên là đinh vít. Tu vít dùng để tháo lắp mối ghép đinh vít. Ha. Tiếp tục là dụng cụ kẹp chặt. Thì có dụng cụ tên gì? Đó là ê tô và kiệp. Hình D là ê tô, hình E là kiềm. Và chủ đề mối ghép cố định. Các em quan sát hình ảnh cho biết đây là mối ghép gì? Đây là mối ghép đinh tán. Đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng đinh tán. Mối ghép bằng đinh tán được sử dụng khi vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn. Rồi mối ghép chịu được nhiệt độ cao, chịu lực lớn, va đập mạnh. Ứng dụng thì chúng ta thấy nó có được sử dụng trong đâu? Ở các dụng cụ gia đình như là quai nồi, nắp nồi hoặc là ở trên cái kéo á. Và tiếp theo đó là mối ghép bằng ren. Quan sát hình ảnh cho biết mối ghép tên gì? Đây là mối ghép đinh vít. Để thực hiện mối ghép bằng đinh vít này thì chi tiết số 4 phải có ren để ăn khớp với đinh vít. Và để tháo lắp mối ghép này chúng ta dùng dụng cụ gì? Đó là tua vít, dùng tua vít để tháo lắp mối ghép. Đây là mối ghép gì các em? Mối ghép bù lông. Để thực hiện mối ghép này chi tiết 3-4 có cần có ren không? Không ha, chi tiết 3-4 không cần có ren. Và dụng cụ tháo lắp này tên gì? Đó là mỏ lết và cờ lê. Đây là mối ghép vít cấy. Để thực hiện mối ghép chi tiết số 4 phải như thế nào các em? Chi tiết số 4 bắt buộc phải có ren để ăn khớp với vít cấy. Dụng cụ tháo lắp mối ghép tên là mỏ lết hay cờ lê. Tiếp theo bài 27, mối ghép động. Thế nào là mối ghép động? Nội dung thứ nhất, thế nào là mối ghép động? Là gì? Là mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với nhau. Có mấy loại khớp động? Có hai loại, đó là khớp tịnh tiến và khớp quay. Rồi đầu tiên mời quan sát mối ghép piston xi lanh. Nó là khớp tịnh tiến. Rồi piston sẽ chuyển động theo phương thẳng đứng. Đặc điểm ứng dụng của mối ghép piston xi lanh nè. Mọi vật trên điểm tịnh tiến đều có chuyển động giống hệt nhau. Khi khớp tịnh tiến làm việc thường tạo ra ma sát. Để giảm ma sát, sử dụng vật liệu chịu mài mòn, bôi trơn bằng dầu mỡ. Thứ hai là khớp quay. Đây, khớp quay này. Chi tiết quay hiện giờ trên hình đó là chi tiết tên là gì các em? Là trục. Ha. Trục là chi tiết hình trụ. Bạc lót thì cũng là hình trụ rỗng. Ổ trục cũng là hình trụ rỗng, rỗng bên trong. Vì ở khớp quay các chi tiết thường có mặt trụ tròn. Chi tiết có mặt trụ ngoài
thì gọi là trục. Chi tiết có mặt tiếp xúc là mặt trụ trong thì gọi là trục. Gọi là ổ trục. Chi tiết có mặt tiếp xúc là mặt trụ trong thì gọi là ổ trục. Khúc què chúng ta thấy nó ở đâu? Thấy nó ở bảng lề cửa nè. Bảng lề cửa là khúc quay nè. Ở cái quạt á, quạt máy á. Là khúc quay nè. Tiếp theo chủ đề truyền và biến đổi chuyển động. Bao gồm có các nội dung cần nhớ. Bài này nhiều nhiều câu hỏi lắm nha. Đầu tiên tìm hiểu tại sao cần truyền chuyển động. Tại sao cần truyền chuyển động? Vì các bộ phận thường đặt ở xa nhau và các bộ phận có tốc độ quay khác nhau. Có các cơ cấu truyền chuyển động nào? Là cơ cấu truyền động đai và truyền động ăn khớp. Cơ cấu truyền động đai, khái niệm, là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ vào lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc của vật dẫn và vật bị dẫn. Vật dẫn và vật bị dẫn khác nhau thế nào? Cái tên nói lên tất cả nè. Vật dẫn là vật truyền chuyển động. Vật bị dẫn là vật nhận chuyển động. Cấu tạo, mời các quan sát cơ cấu nè. Số 1 là ký hiệu của bánh dẫn. Số 2 là bánh bị dẫn. Để cấu tạo cơ cấu truyền động đai gồm có bánh dẫn, bánh bị dẫn và dây đai. Ở đây lớp thấy đường kính của D1 như thế nào so với D2? D1 lớn hơn D2. Vậy theo em, N1 sẽ như thế nào so với N2? N dẫn như thế nào so với N bị dẫn? Ở đây người ta cho N dẫn bằng 3 vòng trên phút. Hỏi N bị dẫn sẽ tốc độ quay là bao nhiêu vòng? Theo em, tốc độ quay của bị dẫn sẽ nhiều hơn 3 vòng hay ít hơn 3 vòng? Mời quan sát. Khi D1 lớn hơn D2, N1 bằng 3 vòng, N bị dẫn thì là bằng 6 vòng. Vậy N bị dẫn lớn hơn so với N dẫn. Tốc độ quay của bánh bị dẫn nhanh hơn so với bánh dẫn. Vì sao? Vì đường kính của nó nhỏ hơn. Bánh bị dẫn quay nhanh hơn vì đường kính nhỏ hơn. Vậy thì giữa đường kính và tốc độ quay có quan hệ gì? Quan hệ tỷ lệ nghịch nha. Đường kính và tốc độ quay trên cùng một bánh đai có quan hệ tỷ lệ nghịch. Nhớ chưa? Nhớ nha. Cơ cấu truyền động đai, nhớ khái niệm cấu tạo, nhớ cái tính chất. Tính chất đường kính với tốc độ quay quan hệ tỷ lệ nghịch. Tiếp tục, cơ cấu truyền động ăn khớp, nhớ khái niệm và cấu tạo. Đây, cái nào là truyền động ăn khớp? Là cơ cấu truyền chuyển động nhờ vào sự ăn khớp của một hay một số cặp bánh răng. Cấu tạo cũng gồm có bánh dẫn và bánh bị dẫn, là bánh răng dẫn và bánh răng bị dẫn. Các em nhìn cái cơ cấu này coi, bánh một là bánh nhỏ nha, bánh hai là bánh lớn á. Theo em,
À, người ta gọi Z1 là số răng của bánh bột là bánh nhỏ nha. Z2 là số răng của bánh lớn. Vậy chúng ta thấy là Z2 thì lớn hơn Z1. Vậy theo em, N2 như thế nào so với N1? Bánh nào qua nhanh hơn? Bánh nhỏ hay bánh to? Bánh nhỏ quay nhanh hơn vì bánh dẫn quay nhanh hơn vì có số răng ít hơn. Vậy thì truyền động ăn nè, nhìn qua cơ cấu xích nè, truyền động xích nè, nhìn nè, cái đĩa lớn là đĩa xích, đĩa nhỏ là đĩa líp và sợi dây xích. Cấu tạo truyền động xích gồm có đĩa xích, đĩa líp và sợi dây xích. Các em nhìn coi, xích với líp cái nào quay nhanh hơn? Líp quay nhanh hơn, đĩa líp quay nhanh hơn vì có số răng ít hơn. Vậy thì số răng và tốc độ quay trên cùng một bánh răng quan hệ gì? Quan hệ tỷ lệ nghịch nha. Rồi cái xe đạp của mình đó, khi các em quay đĩa xích thì nhờ vào sợi dây xích, đĩa líp cũng sẽ quay theo. Và em quan sát coi đĩa xích với đĩa líp chi tiết nào quay nhanh hơn? Sẽ là đĩa líp quay nhanh hơn ha. Khi chúng ta đạp một vòng bàn đạp thì cái bánh sau nó sẽ chuyển động nhiều hơn một vòng. Rồi nhà bạn nào có xe đạp lấy thực hành nha. Lấy thực hành quan sát nha các em. Rồi, vậy thì nhớ trong truyền động ăn khớp. Trong truyền động ăn khớp, bánh răng nào có số răng ít hơn thì sẽ quay nhanh hơn. Nhớ nha. Tiếp theo, tại sao cần biến đổi chuyển động? Tại sao cần biến đổi chuyển động? Vì sao các em? Để biến đổi chuyển động ban đầu thành các dạng chuyển động khác. Có các cơ cấu biến đổi chuyển động nào? Có bốn cơ cấu. Đó là biến chuyển động quay thành chuyển động tĩnh tiến hoặc ngược lại. Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc hoặc ngược lại. Rồi các cơ cấu biến đổi chuyển động thì là cơ cấu tay quay con trượt. Cơ cấu này biến chuyển động gì thành chuyển động gì? Biến chuyển động quay thành chuyển động tĩnh tiến. Vậy chi tiết số 1, tay quay thì có dạng chuyển động gì? Tay quay thì chuyển động quay. Con trượt có dạng chuyển động gì? Con trượt có dạng chuyển động là chuyển động tĩnh tiến. Ha. Tay quay thì chuyển động quay, con trượt thì chuyển động tĩnh tiến. Cấu tạo cơ cấu gồm có tay quay, thanh truyền, con trượt và giá đỡ. Nguyên lý thì nói sao? Khi tay quay quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền chuyển động tròn, làm con trượt chuyển động tĩnh tiến trên giá đỡ 4. Nhờ đó, biến chuyển động quay của tay quay thành chuyển động tĩnh tiến của con trượt. Rồi, tiếp tục nè. Cơ cấu bánh răng thanh răng. Cơ cấu bánh răng thanh răng. Thì bánh răng có dạng chuyển động gì các em? Bánh răng là chuyển động quay. Thanh răng là chuyển động tĩnh tiến. À, nếu bánh răng là vật dẫn thì cơ cấu này biến đổi chuyển động gì thành chuyển động gì? Nếu bánh răng là vật dẫn thì cơ cấu này biến chuyển động quay thành chuyển động tĩnh tiến. Rồi ngược lại nè. Nếu thanh răng là vật dẫn thì cơ cấu biến chuyển động gì thành chuyển động gì? Khi thanh răng là vật dẫn, cơ cấu sẽ biến chuyển động tĩnh tiến thành chuyển động quay.
Vậy thì cơ cấu bánh răng thanh răng nó biến đổi chuyển động hai chiều, đó là biến đổi chuyển động quay thành tịnh tiến hoặc ngược lại. Được chưa? Rồi tiếp tục nè. Cơ cấu vít và đai ốc. Vít và đai ốc. Vít có dạng chuyển động gì? Vít là chuyển động quay. Đai ốc là chuyển động tịnh tiến. Vậy thì khi vít là vật dẫn thì cơ cấu này sẽ là biến đổi chuyển động gì thành chuyển động gì? Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến. À, nếu ngược lại, đai ốc chuyển động trước, đai ốc là vật dẫn thì cơ cấu này sẽ biến đổi chuyển động gì thành chuyển động gì? Sẽ có rất nhiều bạn nói là biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay đúng không? Cái chai nước của các em á, cái chai nước với cái nắp á các em. Nếu mà cái nắp mà chuyển động trước thì nắp phải là chuyển động gì? Nắp phải là chuyển động quay phải không? Và cái cổ chai là chuyển động tịnh tiến. Còn nếu cổ chai chuyển động trước thì cổ chai sẽ chuyển động gì? Cổ chai cũng bắt buộc cũng phải là chuyển động quay đúng không? Vậy cơ cấu vít và đai ốc là chỉ là biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến không có chiều ngược lại ha, không có chiều biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay đối với cơ cấu vít và đai ốc nha, nhớ nha, nhớ kỹ nha. Cơ cấu bánh răng thanh răng biến đổi chuyển động hai chiều, biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại. Cơ cấu vít và đai ốc chỉ biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến, không có chiều ngược lại. Nhớ nha. Và bài 32. Vai trò của điện năng. Điện năng là gì? Điện năng là năng lượng của dòng điện. Sản xuất điện năng thì có rất nhiều cách như là từ nhà máy, nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử hoặc là điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên ở đây chúng ta ôm hai nội dung đó là nhà máy nhiệt điện và thủy điện. Đối với nhà máy nhiệt điện thì dùng nhiệt năng của than khí đốt để đun nóng nước, biến nước thành hơi nước. Hơi nước làm quay tua-bin hơi để làm quay máy phát điện và máy phát điện hoạt động để tạo ra điện năng. Thì đối với nhà máy nhiệt điện, người ta sử dụng nguồn năng lượng đó là nhiệt năng của than và khí đốt để biến đổi trở thành điện năng. Đối với nhà máy thủy điện, sử dụng thủy năng của dòng nước để làm quay tua-bin nước. Sau đó tua-bin nước làm quay máy phát điện hoạt động thì tạo ra điện năng. Vì đối với nhà máy thủy điện, nguồn năng lượng để biến đổi thành điện năng đó là gì? Sử dụng nguồn năng lượng gì để biến đổi thành điện năng? Đó là thủy năng của dòng nước. Chưa? Được chưa? Bài 33 an toàn điện. Cần nhớ là các nguyên nhân gây ra tai nạn điện thì có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, do chạm trực tiếp vào vật mang điện. Thứ hai, do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. Nguyên nhân thứ ba, do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. Nội dung thứ hai là các biện pháp an toàn điện. Cái biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện. Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện, kiểm tra cách điện đồ dùng điện, thực hiện nối đất đồ dùng điện và không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. Đối với biện pháp an toàn khi sửa chữa điện, trước khi sửa chữa điện phải cắt nguồn điện, sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện. Bài tập. Rồi, bài tập thì cô sẽ giới hạn cái phần bài tập trong các bài ôn tập á,
ôn tập ở trang 53 và 54 sách giáo khoa, chỉ cho hai bài này thôi ha. Chỉ giới hạn trong hai bài ở trang 53 và 54 nên các em xem kỹ nha. Bài này chúng ta đã sửa rồi. Mặt A thì thấy mặt A là cho vật thể nè. Cho vật thể và các bảng vẽ ba hình chiếu của nó. Đánh dấu ít vào bảng chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4. Vậy thì mặt A đó thấy ở hình chiếu số mấy? Thấy ở hình chiếu số 2 là hình chiếu bằng. Và thấy ở hình chiếu số 4 là ở hình chiếu cạnh. Mặt B thì thấy ở hình chiếu số mấy? Số 3. Mặt C thấy ở hình chiếu số 1. Hình chiếu số 1 tên là hình chiếu gì các em? Tương ứng với hướng chiếu từ trước tới có tên là hình chiếu đứng. Hình chiếu số 1 tên là hình chiếu đứng. Rồi, tương ứng với D. Mặt D thì thấy là hình chiếu số 5. Tập số 2. Cho các hình chiếu đứng 1, 2, 3. Hình chiếu bằng 4, 5, 6. Hình chiếu cạnh 7, 8, 9. Và ba vật thể A, B, C. Hãy điền số thích hợp để chỉ sự tương quan giữa các hình chiếu với vật thể. Vật thể A có hình chiếu đứng là hình số mấy trong 3 hình 1, 2, 3? Đó là hình số 3. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống thấy ở hình chiếu số mấy? Hình số 4. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang. Chúng ta sẽ thấy hình dạng như là hình số 8. Vật thể B hình chiếu đứng là hình số 1. Chiếu bằng nhìn từ trên xuống. Thấy như hình dạng của hình số 6. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang. Hình số 8. Vật thể C hình chiếu đứng là hình số 2. Chiếu bằng nhìn từ trên xuống là hình số 5. Và chiếu cạnh là hình số 7. Rồi, hai bài tập ở bài trang 53 54 cô vừa vừa nhắc lại cho lớp xong và đã có đáp án. Nhớ xem kỹ ha. À, đây là tất cả các nội dung mà ôn tập để dành chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1. À, mong là các em sẽ xem kỹ clip này, xem tới xem lui để nhớ nội dung bài nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1 sắp đến. Đạt điểm cao. Tất cả các câu hỏi cô đều có trong cái phần ôn tập này. Nên là mong là các em sẽ làm được điểm cao. Ha, chúc các em làm bài tốt, đạt điểm cao nhất có thể. Rồi cô chào các em.